Nhận định trước trận đấu lượt về bán kết Carabao Cup Fulham với Liverpool. Liverpool hoàn toàn có thể có một vé đến Wembley sau trận đấu rạng sáng thứ năm tuần này khi chúng ta có chuyến hành quân đến sân vận động Craven Cottage của Fulham ở trận lượt về bán kết Carabao Cup. Liverpool đã đánh bại đội bóng cố luyện viên Marco Silva với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi tại Anfield, với bàn thắng của Curtis Jones cùng với pha dứt điểm gọn gàng của Cody Gakpo đã giúp Liverpool giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở lượt về của trận bán kết, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không có được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Anfield. Liverpool hành quân đến London với tâm thế chỉ cần tránh thất bại thì chúng ta sẽ tiến vào trận chung kết. Để khởi động cho chuyến làm khách đến Fulham lần này, Liverpool đã có chiến thắng đậm đà trước Bournemouth vào chủ nhật vừa qua. Các cầu thủ của chúng ta đã đánh bại Bournemouth với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp trong hiệp 2 của Darwin Núñez và Diogo Jota. Mình xin gửi đến anh em thông tin trước trận đấu này. Thời gian diễn ra trận đấu: 3 giờ rạng sáng thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, sân vận động Craven Cottage. Trọng tài Simon Hopper. Tổ VAR không được sử dụng ở trận đấu này ngoại trừ trận chung kết. Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Hai đội đã đối đầu với nhau tổng cộng 75 lần kể từ cuộc đụng độ đầu tiên vào năm 1912. Không có gì ngạc nhiên khi Liverpool là đội có thành tích tốt hơn ở trong cặp đấu này. Trong quá khứ, Liverpool chỉ để thua Fulham 13 trận và thắng đến 44 trận khi cả hai đội gặp nhau. Trên thực tế, Fulham đã thua 9 trong số 12 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Lần cuối cùng Fulham đánh bại Liverpool tại Craven Cottage là vào năm 2011, cách đây đã 13 năm. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã thắng ở cả hai lần gặp Fulham mùa này, trong đó lần gần nhất là chiến thắng với tỷ số 2-1 ở lượt đi bán kết Carabao Cup vừa qua. Chiến thắng còn lại cũng diễn ra ngay tại Anfield, với việc Liverpool giành chiến thắng Premier League với tỷ số 4-3. Cập nhật tin tức đội hình Liverpool. Ở trận đấu với Bournemouth, tiền vệ Curtis Jones đã phải tập tành rời sân. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Klopp nói chấn thương của cầu thủ này quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là không biết liệu cậu ấy có thể ra sân ở trận đấu với Fulham hay không. Klopp gần đây cũng đã nói rằng Trent Alexander-Arnold, Dominic Soboslai và thậm chí cả Andy Robertson cũng có thể góp mặt ở trận đấu này. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như ban huấn luyện cũng sẽ không mạo hiểm. Mohamed Salah cũng đã dính chấn thương tại Cúp Quốc gia Châu Phi và đang trở lại Merseyside để tập luyện và phục hồi. Trong khi đó, Wataru Edo cũng đang làm nhiệm vụ quốc gia với đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup. Thiago, Stefan Bajcetic, Jerem Matip, Kostas Tsimikas và Ben Duarte chưa có thông tin thêm và vẫn sẽ bỏ lỡ trận đấu này. Tin tức đội hình Fulham. Fulham không có quá nhiều lo ngại về vấn đề chấn thương trước chuyến làm khách của Liverpool, với duy nhất một chấn thương là của cầu thủ Adama Traoré và cầu thủ trẻ Mateo Nibli Diaz. Tuy nhiên, huấn luyện viên Silva đang có 3 cầu thủ vắng mặt để tham dự thi đấu tại AFCON, bao gồm bộ đôi người Nigeria Kevin Bassi và Alex Iwobi. Cùng với đó là Fode Balo Touré cũng vắng mặt để tập trung của đội tuyển Senegal. Đội hình dự đoán Liverpool. Vị trí thủ môn và hàng phòng ngự. Calvin Kelleher sẽ trở lại trong khung thành của Liverpool và sẽ cố gắng giữ sạch lưới để đảm bảo cho tấm vé trận chung kết Carabao Cup cho Liverpool. Conor Bradley nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải khi Trent Alexander-Arnold tiếp tục vắng mặt. Đội phó của Liverpool được cho là sắp trở lại, nhưng dự kiến vẫn sẽ phải ngồi ngoài trận đấu này và dự kiến sẽ có thể ra sân vào cuối tháng. Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, bộ đôi này nên tiếp tục chơi ở vị trí trung vệ dựa theo tính chất quan trọng của trận đấu nhằm đảm bảo sự chắc chắn hàng thủ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Klopp cũng có những lựa chọn chất lượng khác cho vị trí này như Jared Quansah. Jared Quansah nhiều khả năng sẽ được thi đấu ở trận đấu vào cuối tuần này ở cuộc đụng độ trong khuôn khổ FA Cup khi Liverpool chạm trán với Norwich. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Joe Gomez có thể sẽ được nghỉ ngơi, thay vào đó là hậu vệ trẻ Owen Beck. Cầu thủ cũng đã xuất hiện ở những phút cuối hiệp 2 trong chiến thắng 4-0 hôm chủ nhật trước Bournemouth. Hàng tiền vệ. Các lựa chọn hàng tiền vệ của Liverpool hiện tại cũng không có quá nhiều sự lựa chọn cho huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp. Alexis Mac-Allister sẽ tiếp tục ở vị trí số 6. Cầu thủ này đã có màn trình diễn tuyệt vời ở trận đấu với Bournemouth. Cùng với nhà vô địch World Cup Mac-Allister ở hàng tiền vệ sẽ là hai cầu thủ còn khỏe mạnh, đó là Harvey Elliott và Ryan Gravenberch. Các cầu thủ trẻ Bobby Clark, James McConnell và Shay Neoni sẽ là phương án dự bị cho trận đấu lượt về này. Rất hy vọng chúng ta sẽ thấy các cầu thủ này được ra sân thi đấu. Bộ ba tấn công. Sau khi ngồi dự bị ở trận đấu chủ nhật vừa qua, Cody Gakpo rất có khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này. Với phong độ và thành tích mỗi khi được thi đấu ở Carabao Cup, cầu thủ người Hà Lan đã biến Carabao Cup trở thành giải đấu riêng của cậu ấy trong năm nay. Không có bất cứ cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng của Cody Gakpo ở Carabao Cup năm nay. Anh là cầu thủ Liverpool đầu tiên kể từ thập niên 80
ghi bàn trong 4 vòng đấu liên tiếp Carabao Cup, bao gồm cả trận bán kết lượt đi vừa qua. Sự thay đổi nhân sự ở trận đấu với Bournemouth khiến huấn luyện viên trưởng Klopp đưa Luis Diaz ra nghỉ, dường như là một gợi ý để chỉ ra một vị trí ở đội hình xuất phát vào dạng sáng thứ năm này. Darwin Núñez đã chơi trọn vẹn 90 phút trận đấu với Bournemouth và mặc dù cậu ấy đã có một cú đúp rất ấn tượng, nhưng có lẽ cầu thủ này sẽ được nghỉ ngơi và xuất hiện ở băng ghế dự bị. Diogo Jota, Jimmy Carragher hiện tại là hai cầu thủ dứt điểm tốt nhất của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, có thể sẽ là cầu thủ còn lại trong bộ ba hàng công. Cầu thủ 19 tuổi Kyle Gordon đã trở lại Premier League vào chủ nhật vừa qua, đánh dấu gần đúng 2 năm kể từ khi cầu thủ này ra mắt. Rất hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra ảnh hưởng của chính mình từ băng ghế dự bị tại Craven Cottage. Dự đoán tỷ số trận đấu. Với việc Liverpool chỉ cần tránh thất bại là sẽ tiến vào trận chung kết Carabao Cup, đoàn quân của Klopp hoàn toàn có cơ hội rất lớn để tiến đến Wembley. Tuy nhiên, Fulham cũng đang ghi được 4 bàn thắng trong 2 trận đấu với Liverpool ở mùa giải này và hoàn toàn có khả năng tận dụng những sai lầm của các cầu thủ Liverpool. Sự tiến bộ của các cầu thủ Liverpool gần đây không thể được coi là điều hiển nhiên, là đó là một quá trình rèn luyện và kỷ luật. Liverpool sẽ có đủ bản lĩnh để thi đấu với một Fulham ngay tại Craven Cottage vào rạng sáng thứ năm này. Mình xin dự đoán tỷ số trận đấu là 2-1 với chiến thắng dành cho Liverpool. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.